Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái chuyên mục rất là hay đối với đặc biệt là các em anh em mới chơi máy ảnh. Thì đó là cái chuyên mục mà 5 điều chúng ta chú ý khi là bảo quản máy ảnh. Bởi vì máy ảnh thì cũng giống như bao nhiêu đồ điện tử khác thì nó cũng có những cái vấn đề chúng ta cần phải chú ý khi sử dụng. Thì máy sẽ bền hơn, sử dụng được lâu hơn và chúng ta có một cái thời gian tuổi thọ máy móc sẽ tốt hơn. Thì hôm nay mình bài giới thiệu là chủ yếu đối với anh em mới chơi, bởi vì chắc anh em chơi ảnh lâu năm thì nó cũng sẽ có biết được khá nhiều những cái điều mình nói. Điều đầu tiên để bảo quản máy ảnh, vì nó chính là đồ điện tử nên điều quan trọng nhất để khi chúng ta sử dụng máy ảnh chúng ta quan tâm nhất đó chính là cái việc bảo quản máy ảnh. Nó rất sợ nước, sợ hơi ẩm hay là sợ mưa. Chính vì vậy khi bạn đi sử dụng máy ảnh thì trời mưa thì các bạn nên chú ý là chúng ta không nên dùng dưới trời mưa. Có một số cái máy ảnh đặc biệt có thể được chụp được dưới nước, hoặc là có một số cái máy ảnh nó chống chịu thời tiết, nhưng điều đó là điều đương nhiên chúng ta hạn chế. Nên điều đầu tiên chúng ta chú ý kỹ nhất đó chính là máy ảnh sợ nước nên chúng ta tránh trời mưa, tránh độ ẩm. Điều thứ hai, nó cũng là đồ điện tử thôi, chính vì vậy chúng ta tránh va đập, đặc biệt là những va đập rơi vỡ hay là bất cứ cái va đập theo kiểu là máy đập vào ống hay là máy chúng ta sẽ đập vào rất là nhiều thứ khác nhau. Thì đấy là điều thứ hai, tránh, cực kỳ tránh các bạn ạ. Điều thứ ba chúng ta chú ý đó là một phần nó sẽ làm sâu vào trong cái máy ảnh, đó là con tim của mọi cái máy ảnh, đó chính là phần cảm biến. Thì điều chúng ta chú ý là tránh chụp những cái như chương trình như kiểu la có tia laser hay chụp ánh sáng ngược trực tiếp, bởi vì sau mỗi chương trình cao đao hay các năm thì hầu hết là như mình thấy trên rất là nhiều bạn, có khoảng tầm 10 đến 20 bạn chết sensor, chết cảm biến, vì các bạn chụp lại quay rồi các thứ thì nó lộ cảm biến ra và tia laser nó chiếu vào thì nó sẽ bị chết cái phần con tim của máy ảnh. Thì các bạn cực kỳ chú ý là nhớ tránh tia laser nhé. Còn khi các bạn chủ yếu mua máy ảnh để đi du lịch này, đi chơi này hay gì này, thì điều quan trọng thứ tư chúng ta chú ý đó là khi mang đi chơi thì chúng ta phải có những cái túi chống sốc chuyên dụng, hoặc là ví dụ như đi nước ngoài, thường các bạn đi nước ngoài nhiều sẽ có sử dụng những cái dạng như kiểu ba lô hay dạng như kiểu là thùng luôn bằng nhựa, rất chắc chắn để bảo quản, trong đó lại có các lớp xốp nữa để nó tránh va đập, tránh rơi, tránh các thứ trong quá trình vận chuyển. Và điều lưu ý cuối cùng đó là khi các bạn đi chơi biển hay đi chơi các vùng núi, thì vùng núi thì chúng ta hay bị dính một cái đó là ẩm, độ ẩm rất là cao, dễ dẫn đến một điều đó là máy ảnh của chúng ta nó có chủ yếu từ các lăng kính này, các chi tiết bằng thiết bị bằng điện tử và bo mạch. Vì vậy các chúng ta tránh cái độ ẩm có thể dẫn đến mốc ống kính này, dễ che này, máy móc thì có thể là khi ẩm vào nhiều chúng ta có thể bị chập và có thể bị cháy nổ pin sạc của nó. Còn khi đi biển thì bạn cực kỳ chú ý đó là khi máy ảnh của chúng ta mà dính nước biển, rơi xuống biển thì tỷ lệ chết của máy lên đến 95% các bạn nhé. Còn đương nhiên ở biển các bạn chú ý thêm một chút nữa, đó là cái hơi gió biển nó là một phần cực kỳ gây cho tổn hại cho máy chúng ta. Vì vậy tốt nhất là chúng ta chỉ bảo quản kỹ một chút khi chúng ta đi chơi xa các vùng có hơi ẩm hay là các vùng như là có gió biển, cát biển. Ok, và bài chia sẻ của mình hôm nay thì đó chỉ là những cái điều cơ bản cho những bạn mới chơi để chúng ta bảo quản, chúng ta có những thiết bị tốt, sử dụng được thời gian lâu và mang lại chúng ta hiệu quả tốt nhất, những bức ảnh tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn trong một cái chuyên mục sau, 5 điều chú ý khi sử dụng máy ảnh. Còn bài của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc, đó là 5 điều chú ý khi chúng ta bảo quản máy ảnh. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Mình là Kiên đến từ Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Trân trọng gặp lại.